Hello, xin chào cả nhà buổi sáng nhé. Hôm nay mình hơi rảnh một chút, mình làm lại cái clip show lên sản phẩm đèn pha câu mực của bên Đăng Thanh, của bên mình cho cả nhà cùng xem. Lâu rồi, rất là lâu, gần cả năm đấy rồi nhé cả nhà. Tại mình vào mùa câu mực thì mình không rảnh để show lên, nên cũng có một số bà con thì không biết về cái sản phẩm của bên mình. Đa phần thì bà con tự giới thiệu tìm hiểu và lấy số điện thoại của mình, và đấy thì mình show lên cho cả nhà xem. Đây là cái app GNT của mình nhé. Đấy, thì mình vào đơn hàng cho cả nhà xem. Đây, cả nhà xem đơn hàng mình mới gửi ngày hôm qua đấy. Đó. Ngày mà mùng 1 tháng 6 nha cả nhà. Mùng 1 tháng 6 nha. 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 Đấy. Rất nhiều nha cả nhà. Mình vào tài chính cho cả nhà xem. Đấy thì số lượng vẫn đơn, chỉnh đơn và 9.370.000. Đó. Mình trở về like cho cả nhà xem. Để mình nói ở đây là để là chứng minh rằng là bà con rất tin tưởng mình và về cái sản phẩm của bên mình nhé. Và cùng cảm ơn cả cái khách hàng tin tưởng và đặt bên mình rất là nhiều. Mình xin chúc mọi người sức khỏe, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đấy thì mình vào cái văn đơn mình cho cả nhà xem này. Đấy, ở Đồng Hới Quảng Bình này, ở Nghi Xuân Hà Tĩnh này, Kiên Giang nha cả nhà. Đó, huyện Kiên Giang nha, 3.600.000 này. Là biết bà con biết họ đặt đi đặt lại rất là nhiều lần nhé. Và huyện Hải Hà Quảng Ninh này, cái gì xã Đông Xã huyện Vân Đồn Quảng Ninh này. Đó. Thì như vậy thì bà con yên tâm về cái sản phẩm bên mình nhé. Đấy là những khách hàng này đặt để đặt like rất là nhiều, và đấy là trong một ngày thôi. Đấy là mình nói trong một ngày mùng 1 tháng 6 thôi thôi cả nhà nhé, chứ không phải những ngày khác. Bên mình thì ngày nào cũng có đơn đặt hàng. Đấy. Hello, xin chào cả nhà nhé. Đấy là cái đèn chùm này. Đấy. Ở trong này mình có phá màu trắng và màu vàng nhé cả nhà. Đấy. Ở đây có cái quai để mình buộc giấy vào đây, và nếu có dài thì mình buộc thêm tí chì vào đây nhé cả nhà, nhưng mà thực chất thì nó rất là nặng rồi. Nước đầy luôn nhé cả nhà. Ừ. Thả xuống đáy, tầng đáy này. Ở đây là làm bằng cái bát inox. Đây là bát inox không hoen gì nhé cả nhà. Đấy. Cái đèn chùm này là 150 W nhé cả nhà. Đây, mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem.
Cả nhà ai có nhu cầu đặt hàng thì xin kết bạn Zalo với mình 0834959169 nha cả nhà. Hello, xin chào bà con đi cung mực nha. Đây là cái chụp đèn cung mực là COB. Chụp có chiều dài là 60 và chiều ngắn là 34. Có hai màu trên một chụp đèn, 75% trắng và 25% vàng là COB. Rồi mình test lên cho cả nhà xem nha. Tiền đấy thì mình chưa dặn mica kịp. Khi làm hoàn thiện thì ở trên này được dặn cái mica như thế này. Đấy, dài 3 ly nha cả nhà. Rồi mình test lên cho cả nhà xem. Mình đang sử dụng đấy thì cái bình ắc quy 30A xe máy. Đấy. Mình bật công tắc thì đỏ lên cả hai màu. Còn đây là phía sau. Được làm cái cần ống như thế này nhé cả nhà. Có cái ống nuôi ra dài 3 ly. Cái ống 42 cho bà con mình đủ cái cây tầm giống cho nó to nó chắc. Bà con ai có nhu cầu đặt hàng thì xin kết bạn Zalo số điện thoại 0834959169. Bên mình có cả cái chip led Samsung này. Đây chip led Samsung. Ở đây bác có ba cái chụp đèn 100W, chiều dài 40, chiều ngang 25. Vừa làm xong chưa hoàn thiện. Con người chờ được hai tạ cho mấy người.